Tên thật của em là Nguyễn Duy Anh ạ. Và nghệ danh của em là Duy Nguyễn và năm nay em 23 tuổi. Em đang làm giảng viên ảo thuật của Liên đoàn Xiếc Quốc gia Việt Nam. Hẳn là giảng viên ảo thuật. Bây giờ tôi nhưng xem mà là đào tạo lứa trẻ con ạ. Tôi không cần biết bạn là đào tạo ai, miễn là giảng viên là phải làm cho tới nhá. Dạ vâng, hôm nay em đến đây với cả một tiết mục ảo thuật đường phố và em sẽ trình diễn với cả một bộ bài Tây. Và bây giờ em sẽ cần tới sự trợ giúp của một trong bốn vị giám khảo. Em có thể mạn phép mời anh Hoài Linh lên sân khấu được không? May quá. May là mời anh thì anh sẽ đi đường này. Mời em Hoài Linh tập phóng một phát đến nơi. May quá, năm nay có anh Hoài Linh thế là mình được thoát. Cái gì đấy, đừng bảo tôi nằm lần sau rồi xuống rồi rồi. Rồi thọc vào bụng xong rồi móc ra cái gì để chết tôi. À, đây là một cái đinh rất là nhọn. Em thấy rồi, em mới sợ ấy. Em hãi quá. Nhưng mà để tăng thêm phần gây cấn của vòng thi này thì chắc là em sẽ nhờ khán giả xem dùm. Cho cả bốn vị giám khảo cùng xem ạ. Sờ vào đi. Và nếu ai có số điện thoại của gia đình em, hãy điện về nói với bố mẹ em: mẹ ơi, xuân này con không về. Chưa đủ ạ, chưa đủ ạ. Cái này còn hay hơn ạ. Vậy là chỉ còn giám khảo Huy Tuấn quyết định quyền sinh hay sát em. Vậy là chỉ còn giám khảo Huy Tuấn quyết định quyền sinh hay sát em. Và em nghĩ rằng tiết mục này em sẽ thuyết phục được anh. Trong năm túi này, một trong năm túi có một cái đinh rất nhọn kìa. Và anh Hoài Linh có thể cho em một con số được không ạ? Khoan ạ. Không, anh có nói gì đâu. Trước khi cho em một con số thì em muốn chính anh Hoài Linh là người sẽ đập luôn vào cái con số đấy. Rồi, được rồi, không sao. Để tôi đi lựa đã. Đây, cầm anh hỏi anh cái này. Em mời anh nóng trong người quá, cho anh đi chọn cái. Cầm cái gì? Kệ tôi, cái chú buồn cười thế. Tôi nóng trong người. Nóng quá, chịu không nổi đây này. Chịu không nổi. Rồi cho anh lựa được chưa? Anh đập cái này. Cứ cái nào nó ngã em đập này. Cuộc đời em cứ ai ngã rồi em đập. Dạ vâng ạ. Đấy. Xong của anh. Giám khảo Huy Tuấn ạ. Huy Tuấn chọn số mấy? Tôi chọn số 3. Như em đã nói thì tiết mục này em sẽ dành cho anh Huy Tuấn. Và anh Huy Tuấn sẽ là người lựa chọn cuối cùng. Nhưng mà chưa dừng lại đây đâu. Trong túi vẫn còn một cái nữa. Chị Thúy Hạnh ạ. Chị đã thấy một ảo thuật gia mà diễn không cần một đồ đạc gì chưa ạ? Em muốn chị tưởng tượng trong đầu một bộ bài. Một bộ bài khi em trải ra sẽ có hai màu, một là đen hay là đỏ. Chị thích đen hay thích đỏ? Đỏ. Màu đỏ. Trong màu đỏ có hai chất là chất rô và chất cơ. Chị thích chất nào? Cơ. Trong một chất có từ át đến 10, em tạm gọi là số, và GQK em gọi là hình. Chị thích số hay thích hình ạ? Hình. GQK chọn cho em hai quân bài bất kỳ ạ. Thôi lấy anh trẻ đi. Con G rồi. Vâng, và lấy một anh quân trẻ. Nữa. Một quân nữa. Một quân nữa. Một trẻ một già này.
Thôi lấy em Đầm đi. Ở Quy ấy. Di và Quy. Hai con này chị thích quân nào hơn? Đương nhiên là phải thích Dài rồi. Thích Dài đúng không ạ? Vậy là để lại cho em con Đầm đúng không ạ? Quân Đầm sẽ là quân bài của em. Quy, màu đỏ, chất cơ. Và chị có thể xem dưới đáy cốc của chị ạ. Tôi thích phần trình diễn của bạn hết. Tôi thấy bạn rất là tự tin, rất là phong thái, rất là thoải mái. Và khán giả dưới như là những người bạn của bạn. Bạn rất tuyệt vời. Tuyệt vời hơn tôi nghĩ nhiều. Nhưng mà có tôi tuyệt vời với bạn. Em sẽ ghi nhớ câu này ạ. Tôi đồng ý. Tôi thì không có lý do gì mà không đồng ý. Em xin cảm ơn. Và đến bây giờ chị vẫn đang thắc mắc, không hiểu sao mà dưới đáy cốc của chị Hạnh lại có thể có một con bài được. Thực ra là khi mà em đem cái đinh xuống cho ban giám khảo thì em đã nhanh tay đặt vào. Nhưng làm sao em có thể biết được là chị sẽ chọn quân bài đấy? Cái đấy thì lại là ảo thuật. Ảo thuật điều khiển tâm trí của người khác. Wow, thực sự đây là một chàng trai rất gây ấn tượng với mọi người. Bình thường các ảo thuật gia sẽ mặc những bộ đồ rất kín này, lúc nào cũng mặc những áo vest dày, bên trong giấu rất nhiều thứ. Nhưng mà chàng trai của chúng ta thì các bạn thấy đấy, chỉ có một chiếc áo sơ mi. Và đây có phải là cách mà bạn gây ấn tượng với ban giám khảo không? Em nghĩ thế đó. Bạn đã rất tự tin ngay từ đầu và bạn đã hoàn toàn thuyết phục được chúng tôi. Chúc mừng bạn một lần nữa.